Theo Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 quận Sơn Trà, đến nay trên địa bàn quận đã ghi nhận 268 ca mắc COVID-19, trong đó phường Nại Hiên Đông hiện là điểm nóng nhất với 123 ca bệnh và đều liên quan đến chuỗi lây nhiễm từ cảng cá Thọ Quang. Ngày hôm qua, thì trong tổng số 93 ca mắc COVID-19 mới toàn thành phố, thì riêng quận Sơn Trà đã chiếm gần 2/3 với 60 ca. Trong đó, phường Nại Hiên Đông có đến 25 ca mới. Các điểm nóng khác là Thọ Quang, Mân Thái, An Hải Bắc và Phước Mỹ có 35 ca mắc. Trước diễn biến hết sức phức tạp, nhất là khi chuỗi lây nhiễm từ cảng cá Thọ Quang vẫn còn ở mức nguy cơ rất cao, thì quận Sơn Trà đã thiết lập các vùng cách ly y tế tại 5 phường để khoanh vùng, ngăn chặn đà lây nhiễm.